Xin chào các bạn, video này mình sẽ khui cho bạn xem cái gói hàng cái máy xay sinh tố mà xài nguồn điện USB mình mới mua trên Shopee với giá là 89.000. Đây là máy xay sinh tố mình mua ở một cái shop ở trên Shopee với giá 89.000. Cái này mình đã thanh toán trước. Đây cái gói hàng mà Shopee người ta mới giao cho mình. Mình sẽ khui cho bạn xem cái máy xay sinh tố này. Đây là cái máy xay sinh tố mini, cái dòng rẻ tiền mình mua về mình trải nghiệm xem nó xay được cái gì, nó có xay được sinh tố hay không. À, shop người ta có cái bìa nó bọc cho nó khỏi bể cái máy. À, đây là cái vỏ hộp của cái máy đây. Đó, bạn thấy cái hình máy xay sinh tố đây. Nó giống như cái bình nước vậy, bình nước các bạn mang đi uống vậy, là 380 ml, máy xay sinh tố. Đây, cái thông số của nó là y trên cái bao bì, là sản phẩm made in China, gọi là máy xay sinh tố mini. Đây thông số nhà sản xuất đây, 380 ml, sử dụng motor điện áp là 3.6 V. Đây cái vòng xoay ghi dòng làm việc, điện áp pin, pin là 2000, thời gian sạc 10-15 phút, hoạt động liên tục 3 giờ. Đây là màu cái sản phẩm. Đây, mình sẽ khui cho bạn xem cái máy xay sinh tố bên trong. Có cái bọt chống sốc đây, bọt chống sốc. Shop người ta giao cho mình cái màu xanh dương. Mà thấy nó cầm vừa tay nó giống như bình nước vậy. Nó có cái quai nó giống như cái bình nước. Trong này nó có cái giấy nó in hình trái cây cho bắt mắt vậy. Cái nút nguồn đây. Cái đế đây nó có 3 cái ốc, đó, cái chân đế. Đó, máy xay sinh tố mini cầm tay. Để mình xem ở trong này nó còn phụ kiện gì không. Phụ kiện nó là cái dây cáp. Dây cáp sạc. Anh mẹ mở cái nắp và máy xay cho bạn xem. Cái nắp đây, chất liệu nhựa cứng. Lựa cái giấy này ra. Cái giấy này là hướng dẫn sử dụng với các thông số của nhà sản xuất. Cái hướng dẫn sử dụng. In hình các trái cây rất là bắt mắt. Cái nhà máy này nó sử dụng pin sạc các bạn. Nó có sẵn pin. Các bạn sử dụng hết bạn sạc qua cổng USB, bạn cần có kết nối với cục sạc qua cổng USB thông qua cáp sạc này. Đó. Còn đây là nó còn điện, mình vừa nhấn nó xay, bạn thấy nó quay cái lưỡi dao này, cái lưỡi dao của nó đó. Mình bấm lại cho bạn xem. Đang xay. Đó, mình tắt. Mình chưa xay nhưng mà thấy nó quay cũng mạnh hết. Quay cũng rất là mạnh. Thì tất nhiên cái loại mini các bạn chỉ dùng xay trái cây nguyên thôi. Để các bạn cắt ra miếng chứ không có xay thêm đá. Tại vì mình nghĩ cái nhỏ này nó sẽ xay không đủ đá. Nên các bạn xay trái cây riêng. Đó, rồi sau đó chúng ta có thể sử dụng trái cây ở tủ lạnh. Nó lạnh. Chúng ta xay chúng ta uống luôn. Hoặc là đá thì các bạn sẽ phải đập nó nhỏ ra. Chứ mình nghĩ là cái đá mà nguyên viên bi nó sẽ không xay được như những cái máy bay xay sinh tố mà xay điện 220 V. Tất nhiên là cái gì nó cũng có cái giá của nó. Cái này nó dòng điện nhỏ, motor nhỏ nên nó sẽ chủ yếu là nó xay trái cây. Các bạn cắt ra, cắt miếng nhỏ ra.
Cái máy xay sinh tố đó mình vừa khui cho bạn xem cái máy xay sinh tố mini dùng súng pin sạc, dung tích là 380ml, mình mới mua với giá là 89k ở trên Shopee. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Video sau mình sẽ test cho bạn thử cái máy xay sinh tố này xem nó xay như thế nào. Rồi video này mình quay tới đây kết thúc. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ kênh mình bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.